hả? Để con tự ăn hả? Chứ thì sao? Nè, con tự ăn đi. Nè, mày để con tự ăn. Không bao giờ nó ngồi cái tướng cho nó đàng hoàng giùm tôi coi cho tôi coi được cái chút. Rồi con ngồi tướng nè. Nè mày đút cho chay nha. Không bao giờ á. Trời ơi con khóc hàng nước mắt kìa. Hàng nước mắt, giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay. Hả? Coi fire hả? Wiu wiu. Ngon con. Trời ơi sao nước mắt chùi hoài mà có nước mắt hoài vậy? Nước mắt này nước mắt cái xấu hơn nước mắt gì đây? Đây là con cá sấu. À quên khoe câu chay. Khoe câu chú mô Phật của con đâu? Mô Phật đâu? Hát mô Phật đó. Coi à, đó coi à. Chuyên chơi ngồi ăn kìa. Có ai đời vậy không? À, mô Phật đây, đây mày cho cô chú con mô Phật đây. Wow. Đây có mô Phật đẹp quá. Không mô Phật miếng. Này sao? Rồi cái chân đâu, cái chân coi, cái chân đẹp đâu, cái chân đẹp đâu, cái chân đẹp có lắc đâu. Chân có lắc đâu, em mô chân đẹp. Wow, dữ ta. Dữ. Wow, giống đại ca quá. Mặc bộ đồ giống đại ca. Con ngồi thẳng xuống đây coi. Con ngồi thẳng xuống cho mẹ, hai chân con xỏ xuống đàng hoàng coi. Con ngồi hết mé này tới mé kia vậy chơi. Ngồi thẳng xuống. Rồi đây coi. Thẳng lên. Đó. Đi đâu mà? Hả? Cái đầu hả, tắm xong rồi gọi hai ba thứ xà bông rồi vẫn còn rít chịch. Tại vì nó két cái lotion, lô siết gì lên mà gọi miết mấy lần rồi chưa hết. Nó két lên tới đầu tới tóc nó luôn. Chay chay, mô Phật đâu khoe cô chú coi chay. Chay. Hả? Hả? Con khoe cô chú mô Phật coi. Người gì đâu mà đeo vàng từ cổ cho tới tay tới chân. Ủa sợi dây chuyền nè. Sợi dây chuyền này ai mua chay qua người ta, bà ngoại mua phải không ta? Hả? Ừ, Lucky cũng coi đi. Coi Lucky đi. Quá. Cơm vô mà. Không ăn nữa hả? Uống nước vô. Nè, uống miếng nước vô nè. Mẹ ăn miếng cơm vô nè cho mẹ. Giỏi. Cảm ơn thầy xin nhớ. Mày đi xin nhớ gì? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Cái mặt nè. Người vàng dòng tùm lum hết rồi. Nay muốn cà phê với khỉ nè chay. Uống cà phê với khỉ nè không? Dạ. Ừ dạ xuống uống đi. Đi là uống cà phê với khỉ ra lên. Khỉ ơi rảnh ông làm vài vài phê ơi. Mẹ uống mẹ. Hả? Uống. Mẹ đâu? Mẹ. À cái đó mẹ đó hả? À, cái bà đó trong vai mẹ của trong phim hoạt hình đó. Ừ. Mẹ đó. À mẹ đó đúng rồi, mẹ ngồi đây nè. Ba đâu? Ba đâu?
Ba đâu? Ba đâu? Mẹ đó thì còn ba đâu? Mẹ đó rồi ba đâu? Chay, chào cô chú. Ba đó mà chay, chào cô chú nè. Yeah. Yeah. Cái gì vậy, đâu ạ? Hey honey. Did you eat your food? Yeah. Yeah. Cắn vô miếng burger nè. Cắn vô miếng burger. Do you like to try the burger? Yeah. Take a bite, chị đi. Không có cay. Rồi chơi đi, khỉ đâu rồi, uống cà phê coi. Đồ con dục tùm lum tới. Khỉ đâu? Khỉ đâu? Khỉ đâu rồi? Khỉ. A monkey. Where's the monkey? Đó lại hỏi ba nó là where's the monkey? Mommy, you know where the monkey is? Where's the monkey? Monkey, 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 where are you? Here. Ừ, giữ chưa? Em đó, ừ, đưa lôi ra đi. Dẫn ra nắm tay ra, tới giờ cũng còn xỉn. Nhậu không biết nhậu từ bao giờ mà tới giờ cũng còn xỉn. Hả Khỉ à? Ừ, nắm tay đi. Nắm tay Khỉ kéo rồi nè. Nắm tay nhau trên đường tung tăng. Cái gì? Cái đó, đó đồ chơi dụng dụng đó, khổ ghê thì cái chứ. Nắm tay nhau trên đường. Cái gì? À, bác sĩ. Đi chụp mẹ tấm hình ơi. Chụp mẹ tấm hình ơi. Hả? Cắp kẻ chi. Chi. Đẹp quá. Giờ bán cho mẹ ly cà phê coi. Ok. Ok. À, muốn uống cà phê. Nước cao. Cái gì vậy? Đâu à? Nó đâu? Hả? Nó. À, cái ly cà phê đâu hả? Đi phê. Con đi kiếm rồi. Có. Hả, con làm gì vậy? Làm gì giật dây vậy? Wow, đâu mở đèn lên được hay vậy? Khoe cô chú coi mô phịch con đâu? Mô phịch đâu? Chay, mô phịch của chay đâu? Chay, mô phịch của chay đâu? Mô phịch chảy hết. Sao? Hết chết. Cái gì đó, cái nó miếng thịt bò đó. Thấy không? À, trời trời. Thấy không, mẹ? Hả? Thấy không? À. Thấy không? Thấy không? Ông mẹ. Ai đó? À ông cố hả? Ông cố. Rảnh ông ra uống cà phê. Dạ. Dạ. Uống đâu? Hả? Cái ly cà phê dục đâu rồi? Dục hết rồi. Dục hết rồi hả? Cất sao? Hả? Nắp. Nắp à, còn cái nắp không à? Ừ. Còn cái ly đâu? Bán buôn. À. Bán buôn gì mà hả? À, lo ngồi nhậu không hả? Rồi để cuối cùng mất cái ly còn nắp. What's your name? What is your name? Hello. Hello. Take my hand. High five. What is your name, daughter? What's your name? Oh. Thank you for giving me all these hugs without a name. Hi, what is your name? Thank you for the hug. I really appreciate it. Hi, what's your name? Thank you for the hug, little one. Oh, thank you. No, don't open it. Thôi con đừng có mở ra nghe, con mở ra con uống con mới cho mở nha. Chứ Khỉ không có cần đâu nha. Mẹ
dọn đồ. Ừ. Giữ chưa? Chà, đồ để nè, hay giữ chưa? Để không thấy mặt quay luôn chứ bà bay. Làm khó tôi không à? Hả? Cái gì vậy? Ngồi thì đó, Kỷ đang ngồi đó. Đâu có đứng đâu. Hả? Cái gì? Không, Kỷ ngồi chứ không có đứng. Đây, mày dịnh cho. Rồi, lên ngồi đi, dịnh cho. Ngồi xuống. Ghế gì mà người ta ngồi cứ trượt trượt người ta hoài. Bực ghê. Con muốn này. Muốn nào? Muốn này. Muốn nào đây mày chờ coi. Muốn nào? Muốn này. Muốn donut. Con xạo xạo vậy chứ mẹ mua donut con có ăn đâu. Con toàn là xạo với sự. Kìa, donut trên kia kìa. Lụm lại đây. Tôi không ngồi nè. Giang hồ chưa? Thấy đeo vàng rồi này kia. Không đeo vàng, thấy đỡ giang hồ cho đeo vàng vô. Y như dân. Dân chơi gì chứ phải, dân chơi cầu ba cẳng gì chứ phải. Hồi nãy hỏi chân đâu trời ơi. Bỏ chân lên bàn rồi chỉ dòng vàng liền. Gì con? Cái chai đó chai gì vậy? Nóng. Cái gì nóng? Nóng. À đang nấu ha, đang nấu đồ ăn nên nóng mà. Bỏ vô trứng luộc cái trứng coi. Bỏ vô luộc trứng luôn. Một trứng đúng rồi. Hai trứng đâu? Hai trứng. Hai trứng à. Đó, cái đó là ba. Cái đó là chuối đó. Ờ, à, chuối ầm. Ờ, à, đổ sữa vô. Giữ. Ờ, à, đổ sữa đó vô luôn. Đậy nắp lại. Đúng rồi. Ồ, ồ. Rồi, mở lửa lên. Mở lửa lên. Cho thêm miếng nữa hả? Mở lửa lên. Sit down. JD is cooking for the monkey. Oh, you're cooking for the monkey? Yes. Please. Yes. Can I have some bananas in my cooking? Oh, bananas! Yay! Bananas! Hot. It's hot. It's hot. Nóng quá. Okay. Sợ ghê sợ. Nó nói nóng quá đó. Nóng quá. Từ từ coi chừng phỏng tay nha. Chay con chó thở làm sao chay? Nô con chó thở làm sao? Thở làm sao? Nói gì đó? Này là gì? Cay hả? Cay. Cay không? Cay, khỉ không ăn cay được đó nha, đừng bỏ vô cho nhiều nha. Khỉ ăn không được đâu nha. Thôi coi được không? Nó khỉ... Trời ơi, người ta không được mà sao con bỏ vô cho anh? Cái gì? Ooh. Chui hả? À. Trời đất ơi, có được không? Thank you. Có được không? Làm như thiệt cái đó. Má trời đất ơi. You just threw it over there. You silly butt. You gotta clean up. Kiếm cái gì? What you looking for? The chicken's up there, JD. Kiếm gì con? Gì vậy? Kiếm gì nghiên cứu nguy hiểm vậy? She didn't have all the eggs. À, kiếm trứng. Wow. Wow. You know what, JD? I think you better put it in a bigger cup. It's too big. Or too small. So here, let's put it in this one. Ah, see, now it all fits. All right, ready? We're gonna put the lid on. No, so you gotta put some pepper in it. Oh, you gotta put pepper. Bỏ put pepper, some pepper, baby. Bỏ pepper vô. Put some pepper. Đó, pepper đó. Chứ còn làm rớt hoài mệt ghê luôn. Có nấu ăn mà cái gì mà vụng về chứ không biết. Okay. Quá vụng về luôn á. Nấu hoài chờ hoài không biết chừng nào mới xong luôn á. Thôi nha. Chào cô chú nha.
Trời lại chùa mũi chùa đồ cho Monkey đó. Hỉ mũi nữa còn bắt con ta. Trời 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 bắt con ta hỉ mũi nữa sao chưa. Trời ơi coi dơ chưa. Hả? Hả? Thôi bây giờ chơi chơi đi, chào cô chú nha. Để mẹ mẹ tắt video xong mẹ đăng lên cho cô chú coi chơi ngày hôm nay nha. Không hả? Ngồi. Ngồi à? Thì đang mẹ đang ngồi đó chứ mẹ đâu có dám đi đâu đâu. You gotta twist it. Nóng quá, ừ làm bộ. Hot. Nóng không? Hot or no? Nóng không? Lạnh. Lạnh à? Lạnh không? Lạnh hay nóng? Làm gì vậy? À lăn mặt cho mặt mình, da da mình đó hả? Đây nè, đây chào cô chú chưa? Hả? Money gì có bán cho anh ta rồi tự nhiên đồ money. Money. Hả? Money hả? Ok. Nè money nè. Rồi đó, coi bán cho mẹ gì, con bán cho mẹ gì? Bán cho mẹ cái trứng đi. À à. À ok. Rồi đưa trứng đây. Lấy tiền tôi mà không trời đưa trứng tôi trời. Gì ghê. Now turn it. Trời ơi là cái muỗng bự. Trời ơi. There you go, you gotta have the right tool. Nó nghe nè, nấu ăn phải đứng lên chứ ngồi ghế miết là không được đâu nghe. Thôi bây giờ chào cô chú nha. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip nấu nấu ăn cùng Jay ngày hôm nay. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Jay Sky thôi à. Chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Bye bye cô chú lại lên. Bye bye chú. I love you. I love you. Đúng rồi.